Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoàng Alo nhá. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em lại tiếp tục tháo một quán karaoke ra, có một ít đèn led có độ chụp con của 54 x 9W và 36 bóng, tất cả đều sáng đầy đủ hết anh em nhá. Đây là 54 này, đây 54 này, rất sáng luôn, rất chói. Ok chưa ạ? Các bác xem video ủng hộ xin một like nhá. Chói. Và đây là cái loại 36 bóng này, 36 bóng. À, hình thức thì nói chung là hàng tháo ra thì nó cũng khoảng độ tầm 80% anh em nhá, 80%. Thì ngày hôm nay sẽ thanh lý được bác cực kỳ giá tốt là bác nào nhanh tay, số lượng có 36 bóng là chứ 7 con này. 1 2 3 4 5. Đấy, 6 7 con. Còn 54 thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 con 54. Ok chưa ạ? Thì em sẽ báo giá như sau, thực tế là báo giá như sau. Những cái con 36 bóng này, 36 bóng này em thanh lý cho tất cả các bác với mức giá là 450.000 bao ship nhá. 36 bóng này 450.000 bao ship mà. Bác nào chốt nhanh như đây giá thanh lý cực kỳ tốt rồi. Tất cả vẫn bao sống như này bác nhá. Ok chưa nào? 36 bóng này, nét full đủ màu luôn nhá. Tất cả dây nguồn đầy đủ hết, dây đế mới thì đủ hết nhá. Anh em về chạy show kiểu kéo này, nhất là các bác miền Nam này. 450.000 một con. Đấy, bác nào chốt thì nhắn tin gọi điện trực tiếp em qua số điện thoại nhá. Còn đèn 54 bóng. Đèn 54 bóng là tất cả còn sáng như này luôn anh em nhá, 54 bóng. Giá em bán giá 600.000 một con. 54 bóng là 600.000 một con anh em nhá. Đấy, 54 này. 54 x 9W là 600.000 trên một con. Đấy, anh em nào chốt. Anh em nào chốt thì nhắn tin gọi điện trực tiếp em qua số điện thoại nhá, 0352 91009. Là bóng 54 bóng là có 10 con. Đấy, còn 36 bóng có 7 con. Tất cả đều full màu hết luôn anh em nhá. Giá cực kỳ tốt em báo giá lại này. 450.000 một con 36 bóng, đầy đủ tai hết nhá. Tất cả tai đĩa ốc đầy đủ hết, không thiếu thứ gì này. Ok chưa nào? Tai bắt này, dây dợ đầy nguồn đầy đủ hết nhá. Bởi vì nó là nguyên bản. Đấy. Còn 54 bóng là giá 600.000 một con. Ok chưa? Mức giá này anh em nào chốt nhanh nhắn tin gọi điện trực tiếp em qua số điện thoại nhá. Các bác ghi chốt là chốt đèn 36 hoặc chốt đèn 54 các bác ghi rõ nhá. Chốt đèn 54 nhắn tin qua số điện thoại và chốt đèn 36 bóng nhắn tin qua số điện thoại. Hai mức giá em báo rất rõ trên video. Rất mong tất cả các bác xem video. Nếu bạn hiểu ủng hộ cho em xin một like nhá.